Khi xã hội phát triển thì nhu cầu về các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, nông sản an toàn ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn. Vâng, và để đáp ứng nhu cầu đó, huyện Lạc Dương, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại cây trồng, đã triển khai nhiều nhóm giải pháp nhằm khuyến khích bà con nông dân đầu tư nông nghiệp theo quy trình hữu cơ ngày càng hoàn thiện. Tổng diện tích canh tác nông nghiệp của huyện Lạc Dương là 8.400 ha, trong đó có gần 1.200 ha sản xuất nông nghiệp trong nhà kính, với thu nhập bình quân đạt 325 triệu trên 1 ha. Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, huyện Lạc Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho nông dân theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ và tiến tới chứng nhận sản phẩm hữu cơ cho các sản phẩm đặc thù, thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, đưa lên sàn giao dịch điện tử các sản phẩm hữu cơ chủ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu thụ sản phẩm, phát triển nền nông nghiệp địa phương. Trong đó ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ cho các loại cây trồng thế mạnh như rau, cà phê Arabica, cây dược liệu, v.v. Hiện Lạc Dương có 31 sản phẩm OCOP đã và đang cấp giấy chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ và xây dựng thành công trung tâm OCOP của huyện Lạc Dương. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chính thức vận hành trung tâm giám sát và điều hành thông minh. Đây chính là cơ sở để địa phương này đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ trong thời gian tới.